Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp, nhờ nỗ lực trong từng cán bộ, nhân viên, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, Điện lực Hưng Yên vẫn tăng trưởng trên 11% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu trên 10.000 tỷ đồng. Công ty Điện lực Hưng Yên đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về lĩnh vực phát triển khách hàng, đơn vị đã tăng trên 10.000 khách hàng mới, tương đương với đó là trên 7.700 hợp đồng sử dụng điện, nâng tổng số hợp đồng điện lực lên trên 457.000. Lượng điện thương phẩm đạt trên 5 tỷ 80 triệu kWh. Kiểm tra phát hiện trên 1.100 lượt vi phạm các quy định về sử dụng điện và hợp đồng điện lực, qua đó truy thu trên 1,66 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 100% dự án điện đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ, vừa đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công và giúp tăng doanh thu của đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc đã đến thăm động viên và trao trên 800 suất quà trị giá mỗi suất 600.000 đồng cùng nhiều hiện vật cho các đối tượng là trẻ em không nơi nương tựa, người già cô đơn với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.